Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong Minecraft chiến binh thời trung cổ. Mình đang lang thang trong những cánh rừng bên thế giới Eridale. Mình hy vọng là mình sẽ có thể tìm được cái con boss cuối cùng ở bên thế giới này. Đó chính là cái con nhện á, Arachnid nè. Con nhện này thì tìm hơi khó ha, chịu khó vô mấy cánh rừng thì may ra mới gặp cái hang của nó. Ui, mình lỡ tấn công cái con này rồi. Lỡ tấn công trúng con say cái nó quýnh mình luôn chứ. Ok, nó quýnh mình thì mình quýnh nó luôn, mình thịt nó luôn. Thịt nó lấy thịt nó về nướng làm đồ ăn á, cũng rất là tốt đó. À, ở đây còn có cáo nữa. Và những cái con Cosmic Fox này nó sẽ cho mình cái da. Đây. Đây chính là da của nó nè. Dùng để chế tạo ra cái yên đó nha. Ui, còn làm được một cái túi gì nhìn rất là đã nè. Cái yên là cần hai da thôi, mà mình quýnh một lần ra tới 7 cái da lận. Cái gì á? À, con nhện không kiếp. Con nhện không kiếp, dám đánh mình. Ở đây có lạc đà luôn. Được nha. Ui, con này tấn công mình. Rất là nhiều con nó cà khịa mình. Ở đây có lạc đà luôn nè. Hay là bây giờ mình sẽ chế tạo một cái yên, mình cưỡi lạc đà thử. Làm một cái yên luôn, gom nguyên liệu ra. Công thức là Ventium ingot ở giữa, da ở dưới, da bò phía trên. Mà con vấn đề là mình thiếu da bò mất tiêu rồi. Mình không đủ da bò, cay thế nha. Màn đét ơi, không có đủ da bò. Mình học rồi. Hẹn gặp lại mấy em lạc đà khi mà anh đủ da bò nha. Chứ mình không có đủ để làm cái yên rồi. Tiếc thiệt, gặp được lạc đà mà không có yên để cưỡi. Hình như, khoan. Mình thấy mạng nhện đóng ở phía bên ngoài. Có lẽ nào đây chính là chỗ của cái con, cái con nhện này ta. Nó mở cái thành tựu The Spider's Lair. Enter. Cái gì đây? Enter a Poison Dungeon. Tức là đây là cái công trình của con nhện nè. Poison Dungeon. À, là mình phải vô đây tìm được 4 cái chìa khóa Poison thì mình mới có thể chiến đấu với con boss. Ra là vậy. Phía đằng này nó còn có cái chấm chấm gì kìa. Qua kiểm tra thử coi. Cái chấm. Oh no, cái này không phải cái chấm đâu mà là cái lỗ. Cây thế nhờ. Nó xây nhìn cái tượng cái chấm gì chứ. Ui, có con nhện, nhện bé xíu vậy. Nhện độc. Ra là những cái con nhện độc con ở trong cái công trình này. Nè, có cái lòng spawn luôn nè. Thập lệ không nói spawn ở đây. Đừng. Cây tê. Con nhện không kiếp. Đập lẹ trước khi nó xuất hiện thêm nữa. Đừng xuất hiện nhá. Rồi xong, ngon. Ê, nó cho mình cái yên luôn nè. Tốt, vậy thì mình đỡ phải chế tạo cái yên rồi. Lúa trong công trình luôn, khỏe. Đằng kia lại có thêm một cái rương và có thêm một cái lồng spawn nữa. Mình nghĩ là nó sẽ xuất hiện lắm. Rồi, cứ đập trước đi. Nó xuất hiện thì xử nó luôn. Còn nó không xuất hiện thì mình lượm cái rương. Trong rương thì cho mình những cái trái cây ha. Cái đá này mình có thể làm được vật liệu xây dựng nè. Ôi, chả là nó không cần đâu. Rồi bây giờ cái vấn đề ở đây là mình phải giải mê cung, sau đó tìm hết những cái rương luôn. Mình nghĩ là trong những cái rương nó sẽ có những cái chìa khóa đấy. Tại vì vô đây là để giải đố và tìm chìa khóa mà. Cho mình cái xẻng kim cương luôn kìa. Cái xẻng này có thể đặt được cái đuốc nữa.
Ừ, nhưng mà một lần như vậy sẽ tốn một độ bền. Ui. Vậy thì tốt quá, mình vứt cái này đi. Mình dùng cái xẻng này làm cái để đào cũng như là cái để mình cắm đuốc luôn. Hợp lý, hợp lý. Một công đôi chuyện luôn á. Rồi hết hết công dụng thuốc rồi. Mình uống thuốc mới vô. Gần hết thuốc luôn rồi. Không biết có đủ thuốc để tìm ra cái con boss hay không nè. Ui, búp sức mạnh lên. Rồi siêu sức mạnh của mình qua đây không ăn thua. Qua đây đấm nó một cái không có ăn thua gì hết á. Buồn thiệt chứ. Ở trên đất liền thì mình thấy hổ báo cáo trộm lắm. Xuống đây chỉ là con Hello Kitty thôi hả? Chứ không được hổ báo cáo trộm nữa. Con nhện con kiếp. Rồi đập luôn cái lồng đẻ ra nó luôn. Venom Spider, con nó rất là nguy hiểm ha. Nó cắn chúng độc như con nhện độc vậy đó. Rồi, và trong đây lại có thêm một cái rương giống như vậy nữa nè. Mình sẽ mở thử. Cái này thì có những cái Moonstone thôi. Lượm luôn. Nãy giờ mình mở cũng được kha khá rương rồi đó. Nhưng mà chưa có cái rương nào kiểu như là cho mình cái chìa khóa Poison hết nha. Mình cần tìm cái chìa khóa Poison đó càng sớm càng tốt. Rồi, đập cái này ra. Ủa, nó xuất hiện con gì á? Ấy dụ. Đâu, 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 đâu. Còn Venom Spider. Này thì Venom Spider. Đó nó cắn đúng đau luôn á. Lại có thêm những cái Moonstone dùng để làm cái Moonstone Block. Vậy thôi à. Trời ơi. Một loại đá ghép lại thành một cục đá thôi. Nhưng mà chẳng có công dụng gì khác hết á. Ui, như vậy thì cái mình nghĩ là cái mê cung này nó sẽ rất là rộng đây. Và nó giấu bốn cái chìa khóa trong này thì tìm biết chừng nào mà ra trời. Có cái đường xuống nè. Hay là những cái chìa khóa nó giấu ở tầng dưới ta? Cũng có thể lắm. Đầu tiên thì mình sẽ đập cái lồng này trước đã. Đập lẹ, đập lẹ, đập lẹ, đập lẹ. Muốn đập lẹ lắm nhưng mà qua đây đập vẫn chậm bình thường à. A few moments later. Chắc một xíu mình phải đi đào để kiếm khoáng sản mới làm một cây cúp ở bên thế giới này quá. Chứ mang tiếng là cúp kim cương hiệu suất cấp độ 9. Ôi. Nội đập cái lồng mà nó đẻ được 2-3 lứa rồi đó. Chén cái cúp thiệt. Giảm gì đâu mà giảm cái hiệu suất của người ta dữ không biết nữa. Bên đây vẫn chưa cho mình cái chìa khóa nha. Không biết là nó... Ui nó lại có thêm một cái... Thêm một cái đường xuống sâu hơn nữa. U là trời. Đây là tầng thứ 3 rồi đó. Cái hang nhện này không lẽ nó lại sâu đến như vậy? Ô, tầng thứ 3 thì nó bắt đầu cho mình loại khoáng sản có thể làm được giáp cũng như là dụng cụ nè. Cái này là tự động nấu luôn. Tốt. Có lý, có lý. Để mình tìm thử còn thêm chút nào không. Lấy để mình làm cây cúp. Đừng 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 đừng. Đừng mà. Hình quá nó chưa băng game. Mình qua đây mình lúc nào cũng kiểu bị tâm lý là sợ bị băng game á. Nó lót ra rất là nhiều luôn. Mà không sao, vẫn còn tiếp tục là được rồi. Ui Moonstone nhiều vậy. Moonstone không có nhiều công dụng đâu. Cho khoáng sản thì được chứ đừng cho nhiều Moonstone đến như vậy. Rẽ hướng này đi. Bên kia lại có lòng spawn cơ. Vô. Mà trước khi đập thì để thủ tiêu con này trước đã. Cho cái quặng màu tím. Quặng màu tím này cũng được đi. Quặng màu tím nó làm giáp được á. Vẫn chưa tới chỗ của cái con nhện chúa nha. Nãy giờ chỉ là những cái chỗ của con nhện con thôi. Chưa thấy con nhện chúa đâu hết. Núp, à núp hả? Ui, trời 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 trời. Con nhện hang phiên bản siêu nhỏ luôn. Còn có một loại nhện nó còn nhỏ hơn con nhện. Nhện độc nữa. Phải con này không? Không phải con này, không phải con này. Có con nhỏ hơn con này nữa mà nhanh hơn luôn. Đáng sợ thiệt. Đây rồi, đây rồi. Đây rồi.
Thì ra các ngươi giấu hả? Giấu nè, đập lên. Giấu hả? Ôi chết rồi, đập hộp rồi, thôi bỏ đi. Thì ra là cái chìa khóa nó cất ở tiết tầng thứ thứ 3 lận. Hết có rồi. Mà không sao. Với cái tiền đề là trái chìa khóa này, mình sẽ có động lực để tìm tiếp những cái chìa khóa còn lại thôi. Mình tin là mình có thể tìm được. Nè, lại thêm một đường xuống sâu hơn nữa nè. U là trời. Sao nhiều đường xuống vậy? Không biết nó còn xuống bao lâu nữa đây. Con nhện đó, nó có tuyệt chiêu nhảy lên để nó né đòn, rất là khó chịu luôn. Tầng dưới thì bắt đầu đường đi nó rộng rãi hơn rồi, nên mình cũng khá là dễ để đi tìm và khám phá những cái rương. Nè, hình như con này nè. À, chắc là hồi nãy con đó nó được cường hóa tốc độ hay sao á. Nó bò nhanh hơn, chứ không phải là con loài nhện khác đâu. Quá là nhiều nhện luôn. Nhưng mà không có rương chìa khóa. Ủa? Tới đây thì nó lại có một cái cầu thang dẫn xuống một cái tầng. Hình như mình cần phải có 4 cái chìa khóa thì mới vô đây để đánh nhau với cái con boss ở phía trong này. Và mình vừa mở được cái thành tựu gì đó thì phải. Hình như là mình có thể mua được cái chìa khóa này từ những cái bác gatekeeper rồi đó. Giống như mà mình mua cái bác để lấy cái chìa khóa vô cái công trình lần trước á. Mình nghĩ là bây giờ mình có thể mua được những cái chìa khóa giống như vậy rồi. Chắc mình phải trở về nhà để mua đồ thôi. Không biết bác gatekeeper có nhà không ta? À, bác gatekeeper yêu dấu có nhà. Ê. Hey. Nó bắt mình là phải lấy mắt nhện và đá potion. Cây tươi nhờ. Có một chuyện buồn là hồi nãy mình dục hết mắt nhện bên cái công trình rồi. Éo le hột me thiệt. Ui là mình chuẩn bị cái đống ngọc lục bảo không có dùng tới luôn. Giờ thì quay lại đằng kia đi. Quay thế giới bên kia để mình đào đá với lấy mắt nhện thôi. Màn đét ơi, quế tèo thiệt luôn chứ. 2000 years later. Gì bắn nữa vậy? Ủa sao bắn mình? What? Ủa? Mình có làm gì bác ấy đâu. Thôi xin lỗi. Ui, lỡ tay. Rồi mình biết rồi, hồi nãy sét đánh đó là do cái ủng của mình đánh trúng bác. Hại nữa rồi cái ủng này. Là mình mất cái mối luôn rồi. Được con bác bán quế thiệt luôn á. Giờ thì đi tìm bác khác thôi chứ bác này là không có mua được nữa rồi. Tại vì mình đã lỡ chọc giận người ta rồi á. Buồn ghê luôn. Rút kinh nghiệm từ lần trước thì mình đã tháo cái ổn ra rồi. Không có mặc cái ổn nữa. Nên bây giờ đi vô là chắc chắn là không có kiểu như là đánh nhầm được cái bác gatekeeper rồi. Ủa bác ấy rồi. Đừng nói là không có gatekeeper nha. Ủa sao chỗ này quen ta. Quen thiệt. Ủa cái bác này phải cái bác mà hôm bữa mình. Ui, không có ấy mà, xin lỗi. Người ta xin lỗi mà không chịu. Dùng cung điện mình bắn ngỗng cua tỏi rồi không? Tại vì cái cổng trong đây nó đã mất rồi nè. Rồi nói chứ gì nữa.
Thu xong rồi gặp được đúng hai bác mà mình không còn bác nào. Gặp bác nào bác đó ngẫm hết rồi. Bây giờ phải tìm một bác khác để thay thế nữa thôi. Không biết vòng vòng đây còn bác nào nữa hay không mới là một vấn đề này. Ui, có con rồng, con rồng. À, không có gây keeper nhưng mà có rồng. Đeo đồ ổn vô, sờ với con rồng thì thôi. Đây là rồng gì đây? Rồng lửa hay là rồng sấm sét đây? Đen đen cũng có thể là rồng sấm sét lắm. Bút sức mạnh lên. Tay không đánh rồng. 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 Hình như mình búp lộn cái, mình búp lộn cái này mới đúng. Tay không đánh rồng. Đạp xuống người, đạp xuống đi. Người mua lửa cái gì? Tay không đánh rồng nè, một đập. Ok. Chết rồi. Nó giải định đạch rồi. Mèn đét ơi. Khủng khiếp quá. Cái sức mạnh từ cái vật phẩm rất là bá đạo luôn. Thường thường con rồng này mình chặt bèo giống 7-8 nhát saber thì mới chết. Nhưng mà với Power Sucker thì một đòn đánh thường của mình, con rồng cũng đi đai luôn. Quá là mạnh luôn đó. Cái này là dùng tay không đó nha, chứ dùng cây kiếm thì không biết là mạnh tới cỡ nào nữa. Im nha. Với cái vật phẩm này chắc mình sẽ xưng bá thiên hạ rồi. Trong tương lai mình mà gặp những cái con như là Zombie đột biến nè, Reaper đột biến nè, rồi con xương đột biến á, mình sẽ test thử coi coi mình có thể one shot nó giống như one shot con rồng hay không nha. Mình rất là muốn solo với những cái con quái vật đột biến đó. Trong thời đại chiến binh thời Trung Cổ á, thì vẫn còn những cái con quái vật đột biến đó mà mình chưa có tìm ra thôi. Chỉ mới tìm được con Enderman thôi à. Và phía đằng kia là rồng kỵ sĩ kìa. Ồ, đây là loài rồng rất là đẹp đó. Mình chưa gặp được rồng lửa nhưng mà gặp được rồng kỵ sĩ rồi. Quá đẹp luôn. Mình phải đánh dấu điểm cái chỗ này lại để trong tương lai quay lại đây. Mình sẽ cố gắng thu phục một cái em rồng kỵ sĩ này về nhá. Dễ thương chưa kỳ. Cái đôi cánh này xòe lên á, nhìn rất là đẹp luôn. Nhưng mà tiếc là mình phải dẫn con ong lại. Cái này hình như mình nhớ là phải đó kìa. Đẹp thiệt. Mình nhớ là phải cho rồng kỵ sĩ ăn ong á, thì rồng kỵ sĩ mới chịu về đội. Lưu điểm này lại, trong tương lai sẽ quay trở lại đây để thu phục rồng kỵ sĩ ha. Im á nha, được á. Sau nhiều ngày tìm kiếm thì cuối cùng mình cũng gặp được một cái nhà của bác Gatekeeper. Ủa thằng này là cái con quái vật gì ấy? Ui, con này là con gì thế ghê ấy? Terror Bringer. Trời, nó giống con gà nhưng mà nó lại giống thêm một cái con gì nữa. Mà loài này thì khá là hiền á, không có đánh mình. Nhìn ghê thiệt á. Mà mình thử mình đánh nó coi. Nó cho mình cái cộng lông để làm được một cái đồ ổn xịn ha. Cần 6 cộng lông. Ui, nó cho mình có 5 cộng lông mà. Một cộng nữa là được rồi, tiếc thế. Rồi bây giờ thì mình sẽ tìm bác Gatekeeper để coi bác này có chịu đổi cho mình cái được gọi là chìa khóa hay không nha. Đây bác Gatekeeper. Thần hình quá, cởi đồ cũng sẵn rồi. Mình sẽ đổi thử. Có nè. Được của nó. Phải như vậy chứ. Yêu bác lắm luôn. 2, 3, 4. Ơ, mà chỉ được mở mua tối đa là 3 cái để cho đủ 4 cái chìa khóa thôi. Nó không cho mình mua thêm. À nè, giờ mới cho mua thêm nè. À, em bữa nào bác này hồi phục lại, nhập về thêm chìa khóa thì mình sẽ mua tiếp ha. À, với 4 chìa khóa này thì mình hình như cũng mở được cái thành tựu hay sao cả. Ơ, có thành tựu không cho nhận đồ. Bịp rồi. Chơi kỳ, chơi cho thành tựu mà người ta làm xong không cho đồ. Buồn hay chứ. Sẵn tiện bên đây nó có cái công trình gì mình vô mình khám phá thử coi. À, đây là một cái lâu đài mini ha. Không có đồ. Ồ. Buồn vậy. Không có ai sống trong đây luôn, lâu đài mini nè. Còn bên tòa tháp này thì sao? À,
Tòa tháp này hình như có đồ nha. Cái kia thì không có đồ, nhưng mà cái này thì chắc chắn là sẽ có đồ đó. Để tìm cái lối vào cái đó. Chắc nó bị che mất lối vào rồi. Thôi mình vô đường này đi. Để tôi thích rồi. Cái xẻng cắm đuốc của mình đâu? Đây. Cái xẻng đáng đồng tiền bát gạo thiệt. Cà khịa nè. Búp sức mạnh lên. Ui, đâu, búp sức mạnh. Búp sức mạnh lên nè. Láo nháo, mình quýnh một cái cho đi luôn. Dùng kiếm mà quýnh hai cái mới chết, nhưng mà dùng tay không thì quýnh một cái là chết nha. Lừa ghê chưa. Rồi, vô đây thì mình sẽ có những cái rương nằm rải rác giống như vậy. Mình cứ thế mà lên mà lụm thôi. Đấy, zombie mặc giáp thì cũng một đập mà. Lợi hại chưa. Nữa này, cắm đuốc lên, búp sức mạnh lên. Đập nó. Con dơi đứng bay vòng vòng gần đây cũng sẽ chết lay luôn á. Cái này nói chung là trong phạm vi là nó sẽ đều gây được sát thương hết á. Nè, bắt đầu có vàng rồi nè. Có mấy đồ xịn hơn và đôi ổn như đây. Giảm sát thương kia rồi. Với tầng cao nhất thì sao? Tầng cao nhất nó sẽ giấu một khối kim cương ở dưới cái trụ ha. Rất là top. Cho mình một chút khoáng sản mang về làm chiến lợi phẩm luôn. Chán mình chưa? Đi về nhà lấy thuốc không? Không đem theo thức ăn à. Dọc đường mới nhớ à. Chán thiệt đó chứ. Rồi, uống lọ thuốc đi cho bớt chán. Rồi bây giờ bắt đầu mở cái công trình này ra ha. Dùng 4 chìa khóa và bỏ vô cái ổ khóa này. Là mình sẽ đối đầu với con Arachnid. Arachnid. Nó... Ui, nó vồ mình. Vồ mình nè. Búp sức mạnh là mình sẽ solo với nó. Trời ơi. Mình cường hóa lên nhưng mà đánh một lần chỉ có... Ui, nó trèo tường cơ. Mình cường hóa lên nhưng mà đánh một lần chỉ được một xíu máu của nó thôi. Mình sẽ sử dụng liên quan mũi tên. Có táo vàng, mình có táo vàng. Mình sẽ ăn táo vàng vô. À, và mình dùng phép thuật từ cái con Alchemist. Cho đá rơi bể đầu nó. Ui, nó khỏe quá, mình phải búp kháng cự liên tục nha. Nó trèo để nó né những cái phát tên của mình đó. Và nó nhiễu xúc độc xuống nằm. Ghê thiệt, cái con này ranh ma lắm. Rồi mình sẽ niệm phép để cho nó đá gớt bể đầu nó. Này thì nha, nhọn nè, cho đá gớt bể đầu mày người luôn. Nó lại trèo lên rồi. Mình phải ăn thêm táo vàng liên tục nha. Tấn công từ nãy tới giờ chỉ kéo được nửa máu thôi. Nó rất là khỏe luôn. Nó còn phản đam nữa cơ. Né liên tục. Ừ, người nhiễu thuốc độc đi. Một xíu người xuống ta sẽ cho người ăn đá. Nguyên cục đá vô đầu luôn. Mặc dù đã dính mũi tên điện của mình nhưng mà nó không xi nhê luôn á. Rồi, đá thất bại rồi. Liên hoàn chặt. Búp sức mạnh tiếp. Chặt liên tục. Ui, nó thông minh quá. Nó nhắm không ổn là nó sẽ đu lên vách tường. Ổ nóc lên trần của cái công trình ha. Cây thiệt á. Đôi lúc mình bắn nó nhưng mà nó sẽ phản đam lại và mình sẽ bị giật điện á. Đó, thấy chưa? Rất là nguy hiểm luôn. Này, cận chiến nè. Hai chặt nữa, cố lên. Một chặt cuối cùng. Thôi mình kích liễu nó bằng mũi tên đi. Thành công. Này thì Arachnid hả? Arachnid thì cũng phải đi đai thôi. Mình đã đánh bại thành công cái con boss Arachnid này rồi. Con nhỏ này đúng là ranh ma thiệt. Và nó sẽ cho mình một túi nha. Để coi cái túi của nó sẽ cho mình cái gì. Một cọng dây chuyền. Và nó sẽ giảm sát thương khi mà bị trúng độc hả? Hình như với cọng dây chuyền này mình có thể giảm được sát thương từ độc á. Tốt. Quá là thứ. Đây là thứ mình rất là cần thiết luôn. Ủa rồi cái
Cái kia của mình đâu rồi ta? Ủa hồi nãy mình thấy mình mở được thêm cái gì mà. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Đây rồi, nó trả lại mình rồi. Cái trophy của con Arachnid á, mình sẽ mang về. Mình để trong nhà cho nó đẹp. Cái trophy này nó là hình con nhện luôn nha, chứ không phải là hình cái cuộn giấy giống như của cái con Archimedes ha. Nguyên hình con nhện rất là đẹp luôn, mình sẽ giữ mang về để làm kỷ niệm. Trước khi trở về nhà thì mình muốn trở lại đây. À đây rồi, những em nhện. Ủa, gặp nhện nhiều quá bị liệu rồi. Những em lạc đà mà mình chưa có thu phục được á. Mình chưa cưỡi lần nào luôn, mình muốn qua đây để cưỡi lạc đà thử, để hiểu cảm giác cưỡi lạc đà bên thế giới này nó có khác bọt gì hay không nhá. Ê, con này làm gì? Định làm gì? Quýnh cho người xịt khói luôn. Ui sao nó không xịt khói vậy? Trời, con nó lì vậy. Mình sẽ cưỡi lạc đà thử nha. Ủa? Ok. Đây là cái yên lạc đà mà. Camel. Con này là con camel mà. Thì cái yên camel nè. Hình như phải cho nó ăn nữa hả? Con lạc đà này ăn gì trời? Ăn đá hả? Con đá. À mà thôi đi. Mình đá nó nhiều khi nó phun nước bọt vô mặt mình á. Không biết là nó ăn cái gì để mình đút cho nó này. Evitao Camel. Đây. The beautiful crystal camel only located in sand biome. 2000 years later. The area I found they enjoy eating pine fruit. À nó thích ăn cái pine fruit. Pine fruit. Là cái cây nãy hả? Pine fruit. Mình phải tìm cái pine fruit cho nó ăn. Pine fruit. Ok, pine fruit để mình tìm cái đó. Bây giờ tìm cái đó mới là khó nè. Tức cái lồng ngực á. Muốn cưỡi lạc đà ăn bển cho nó ngầu lòi làm bức ảnh chụp kỷ niệm mà cũng khó nữa. Thôi đặt cái trophy xuống cho bỏ tức nè. Mình sẽ đặt ngay đây đi ha. Cái này mình về qua bên đây. Đó, vậy thế là xong. Mình đã xong được hai con boss bên thế giới Everdawn rồi. Chắc hôm nay thì mình sẽ dành một cái khoảng thời gian để mình đi tìm cái con Netherkeeper quá. Để mình lấy một cái foil Netherite coi. Chủ yếu là con Netherkeeper thôi, chứ Netherite mình có thể farm được mà. Chế tạo khá là rẻ luôn. Và mình sẽ mang theo sẵn một cái sao Nether. Để có gì mình triệu hồi cái con boss đó ra để mình đánh ấy. Ủa, cổng địa ngục dưới này mà. Rồi, đi thôi. Đi tìm con Netherkeeper thôi. Hy vọng là gặp được nó ha. Lâu lắm mới gặp Gat đó nha. Lâu lắm rồi đó. Chơi. Mới gặp Gat thôi mà Gat đã bắn mình rồi. À đừng có, kia còn có những con Devil. Và những con Reaper gì lạ vậy? Khoan. Ui. Reaper máu. Phải không vậy? Ui Reaper mà dùng cận chiến này. Đánh cận chiến này. Reaper này không có biết nổ. Ui rát. Wow. À, khi mình đánh con Reaper này nó sẽ phát nổ nha. Bình thường nó không có nổ nhưng mà mình đánh nó thì nó mới nổ. Hên là mình mạnh chứ không thôi là mình đi rồi. Ủa, cái này có thể làm được một cái vật phẩm giúp mình tàng hình nè. Giữ lại luôn. Blood Ruby. Giữ. Nước mắt gắt. Đừng có ý nha. Nên nếu mà ai mà gặp Reaper Nether thì nên né nó càng tốt. Tại vì nó sẽ phát nổ khi mà mình đánh nó. Cũng sức thiệt. Ôi, ở đây còn có những con rắn màu đỏ đỏ nữa nè. Con rắn đỏ đỏ. Giết luôn. Nữa, lại có gas nữa. Cái vùng này xuất hiện gas đúng nhiều. À, mình biết lý do tại sao rồi. Mình biết lý do sao gas xuất hiện nhiều rồi. Không phải khi không mà gas xuất hiện đâu. Ở đây này, nhìn kỹ thì mình sẽ thấy nó sẽ có một cái lồng triệu hồi gas ở phía trong này. Ra là vậy nè. Mình sẽ không đập đâu. Để có gì mình muốn farm gas thì mình sẽ qua đây để mình farm. Hợp lý. Ui, chết rồi, hết bay nổi rồi. Dạ. Gas. Đừng nhờn, anh phản xạ hơi kịp đấy. Hơi bị nhanh đấy. Còn đây là chỗ gì đây?
Úi, tuyệt tình không? Mình nói mình không đánh Reaper này mà sao mình cứ quen tay mình đấm nó. Đây là chỗ thờ cúng gì nè. Không biết nó thờ cúng cái gì nữa. Dưới này không biết nó có dấu đồ hay không thôi. Mình nghi lắm. Đây là gỗ. Ủa, có dấu gì không vậy? À, cái này chắc là chỗ nó thờ cúng cái gì á. Thôi, trả lại. Đi. Đụng vô mấy chỗ này một hồi là xui xẻo á. Nhưng mà nhìn kỹ qua bên đây thì mình mới phát hiện là nó có một cái công trình cạnh luôn. Được ấy nhờ. Gặp thì vô luôn. Thời tới. Trong đây nó có những cái con xương hai đầu. Ghê vậy. Ôi, nó cho mình cái đầu luôn nè. Wow. Hên vậy. Đập một phát ra được cái đầu xương đen luôn. Tốt. Nhưng mà trong đây nhiều nhung nham quá, hơi nguy hiểm. Nhưng mà bù lại thì bên này nó lại có một cái rương cho thuốc kháng lửa. À tốt. Chọi luôn, đi trên nhung nham luôn. Bú địa ngục và nước mắt gắt rất là nhiều nha. Tốt. Lại thêm một cái lầm spawn gì đây. À, con này là con xương Wither hai đầu á. Để cho nó spawn lâu vậy. Đập này ra coi. Spawn nó đi farm tiếp rồi. Nè, xuất hiện nè. Ui, quýnh con này dễ. Đúng dễ rơi ra đầu luôn á. Mình chặt một cái là ra nè. Hay là do mình có cái dòng nhặt cấp độ 6 ta. Ui, cái này là cấp 7. Ui. À, cái này là cái 7. Ui, cái 7 này nó sẽ đẩy mình vô cái chỗ này để đốt cháy mình. Ghê thiệt. Nữa nè. Phạm 3 con ra được 3 cái đầu xương đen luôn. Tốt thiệt. Đằng kia mình thấy rương rồi, nhưng mà từ từ thôi vô. Có giáp. Giáp ngựa kim cương. Còn rương không? Còn rương thì đi, không còn rương thì thôi. Vô, qua bên hướng bên này đi. Coi thử nó có 7. Nè, cẩn thận nha, 7 này nó sẽ cho mình xuống dung nham á. Nên đi từ từ thôi. Đó. Và đây là chỗ gì đây? Ồ, ở đây còn có những con chó sói hai đầu nữa. Orthus. Ê, cái đầu của cái con chó này, chó sói hai đầu này, có thể dùng để triệu hồi ra con chó xịn hơn đó. Chó sói ba đầu á. Chó sói địa ngục rất là ghê nha. Phải thiệt là cẩn thận. Còn bây giờ đi đâu nữa? À đây. All full gas on star. Là cái chỗ để triệu hồi con gas. Mình sẽ triệu hồi ra luôn. Đây rồi, đây chính là con gas. Gas trang bị vũ trang lực lượng lắm kìa. Đập nó. Bruh. Cho nó chết luôn. Sao bây giờ mình đánh boss đúng lỗi luôn á. Boss 200 máu xuất hiện ra để kiểu tỏ vẻ ngầu lòi các thứ. Mình cầm cái cây này, mình đục vô mặt nó là nó chết rồi. Cái này lỗi đam rồi. Nhưng mà mình thích nha. Những cái mảnh này mình có thể làm được giáp nè. Súng của con gát luôn. Wow. Súng của con gát bắn ra quả cầu giống con gát nữa. À hay á. Trời, coi mình cầm cái súng hình con gát nè. Xịn chưa. Đừng có nhờn, mình có súng á, mình bắn á. Đừng để mình nóng. Rồi còn cái này, Orphan Crystal dùng để làm một cây kiếm á. Clear on effect of enemy. À, tức là ví dụ mà con nào nó đánh mình có hiệu ứng độc, mình quýnh nó một cái là mình sẽ xóa bỏ được hiệu ứng độc liền luôn á. Cũng hay. Một cái lợi quặng rất là tốt để dùng để làm vũ khí ha. Còn bây giờ chắc mình sẽ tiếp tục cái hành trình của mình thôi. Mình muốn tìm thêm chỗ của cái con Nether Keeper nữa cơ. Con này là con gát rồi. Tìm con này ra con kia, thấy mình ngược đời không? Tìm con này mà lại ra con kia.
Như vậy sau chuyến khám phá dài đằng đẵng thì mình đã trở về với phần thưởng là mình đã đánh xong hết những cái con boss bên thế giới Every Down rồi. Tiếp theo sẽ là thế giới Every Bride ha. Còn tới hai con boss bên đó đang chờ đợi mình đó. Và mình còn đi khám phá nhặt được một cái kính trông rất là giống cái bé chân làng dễ bản đồ luôn nè. Khác mỗi cái mặt thôi. Rồi mong rằng những chuyến quá xa thì mình sẽ may mắn hơn và có được những món đồ mạnh hơn để tăng tiến sức mạnh tiếp ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp. Bye bye.